dọn dẹp một chiếc xe ô tô giá thành bao nhiêu là hợp lý. Thì nói thật với tất cả anh em sử dụng xe ô tô như thế này, cái mức giá thành mà anh em bỏ ra chi phí để đi vệ sinh một chiếc xe ô tô thì nó sẽ phù hợp với lại cái chất lượng mà anh em nhận lại được. Đây là một chiếc xe Hyundai Accent. Xe này thì đã mang đi cơ sở khác dọn cách đây được tầm gần một tháng. Và cái mức chi phí bỏ anh em bỏ ra thì chỉ vài trăm ngàn thôi. Nhưng mà chưa đầy một tháng thì anh tiếp tục phải mang xe đi dọn lại. Thì nói thật với anh em là cái mức chi phí vài trăm ngàn anh em đi dọn ấy, thì người ta chỉ đánh qua, lau chùi qua thôi. Vậy là họ lấy tiền của mọi người. Nhưng mà đặc biệt với bên em thì bên em không có mức giá đấy. Đấy, khẳng định là bên em không có mức giá đánh vệ sinh nội thất xe 700 ngàn, 5-700 đâu. Mức của bọn em là sẽ cao hơn, nhưng mà đổi đánh đổi lại được thì cái chất lượng bọn em làm nó sẽ khác. Từ các cái quy trình vệ sinh nội thất làm sao phải đảm bảo là phải sạch. Thứ hai là không có ảnh hưởng gì đến nội thất trong xe, không có bị bạc màu hay gì. Hóa chất là phải đảm bảo hóa chất xịn. Đấy, làm các khe kẽ như này là phải vệ sinh hết sạch này. Các khe kẽ như này, cái rìa này, lát nữa là phải vệ sinh sạch sẽ hết. Ghế là phải tháo ra. Đấy, thì anh em làm thì thứ nhất là phải sạch sẽ, thứ hai phải đảm bảo phù hợp với cái giá trị mà tất cả khách hàng nhận được khi mà bỏ đồng tiền ra. Chứ còn nói thật, nhận làm vài trăm ngàn đánh qua loa thì nói thật là bên em không làm.